Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với Hùng Xe Hơi. Và đây là Honda CR-V phiên bản nhập khẩu đời 2019 mới 100%. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là phiên bản 20 à mình xin lỗi, đây là phiên bản G, là phiên bản chung trong 3 phiên bản của Honda CR-V. Hiện nay thì cái thông tin Honda CR-V lắp ráp cũng đã được nhiều trang báo về xe chia sẻ rộng rãi trên thị trường. Và chúng ta có thể thấy thì Honda CR-V E và Honda CR-V L gần như là còn rất ít xe trên thị trường. Và phiên bản G 2019 tại thị trường Bắc Ninh này thì hiện nay đang được khuyến mại tổng giá trị dao động khoảng từ 50 đến 60 triệu đồng. Cụ thể thì với một đời xe chúng ta sẽ chênh lệch nhau từ 20 đến 30 triệu đồng. Và xe 2020 thì đang có mức niêm yết là 1 tỷ 023 triệu đồng. Với xe sản xuất năm 2020 chúng ta sẽ bớt từ 15 đến 20 triệu đồng, và xe 2019 lên phiên bản thứ hai nó xem đây thì chúng ta sẽ bớt dao động vào khoảng 40 mình xin lỗi 50 đến 60 triệu đồng tùy vào thời điểm khách hàng lấy xe. Cái phiên bản G này thì không quá khác biệt so với phiên bản L. Cụ thể thì chúng ta có sự khác biệt về đèn sương mù này, đây là đèn bóng halogen này. Chúng ta thua về hai túi khí so với phiên bản L, không có cửa sổ trời. Cái option cửa sổ trời thì cũng khá là kén khách. Và cái cốp thì trên CRV G chúng ta sẽ mở cơ, chỉ duy nhất trên L chúng ta mở điện thôi. Đấy, vẫn có cam lùi, tuy nhiên thì không có cảm biến lùi. Về cơ bản thì không khác nhau nhiều, chênh lệch nhau ổn, và nhiều khách hàng sẽ lựa chọn phiên bản G so với phiên bản L. Vậy thì phiên bản G này chỉ còn số lượng có hạn từ 1 đến 2 xe, và quý khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video để nhận được báo giá và khuyến mại mới nhất tại thời điểm mà quý khách hàng đang có nhu cầu mua xe. Và hiện nay Honda Auto Ninh cũng đã cho chính sách nhận đặt cọc và cũng thương lượng thêm về giá với phiên bản Honda CR-V lắp ráp mới. Đấy, quý khách hàng có thể comment cái thông tin mà mình muốn cập nhật ở phía dưới và mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạn cũng như là các mẫu xe, các dòng xe khác. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.